một số liệu thống kê mới đây của mạng xã hội Facebook, tại Việt Nam mỗi tháng có tới 30 triệu người dùng Facebook, trong đó có 27 triệu người có sử dụng các thiết bị di động để truy cập mạng xã hội này. Theo nhiều chuyên gia, nếu nhận thức được tầm quan trọng của kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội sẽ giúp cho cơ quan quản lý truyền được thông tin cần tới đúng đối tượng. Chính vì thế mà gần đây, nhiều cơ quan công quyền đã sử dụng kênh giao tiếp này để tiếp cận người dân. Tiếng nói của người dân sẽ được phản ánh đến chính quyền một cách nhanh chóng nhất, và đồng thời thì chính quyền cũng có thể là nắm được tâm tư của người dân một cách nhanh chóng và có cái phương án giải quyết ổn thỏa. Các cái chính sách của nhà nước thì bây giờ người dân thì có thể là nhiều khi là không tìm hiểu được hết, và có thể là muốn hỏi nhưng mà nhiều khi là qua các cơ quan chính quyền thì hỏi có thể là rất là mất thời gian. Thì khi mà hỏi trên fanpage thì người dân có thể là hỏi và chính phủ thì trả lời rất là tốt. Nó rất là thực tế và nó có lợi cho nhiều người. Thứ nhất là cái thông tin phản hồi từ người dân thì nó sẽ nhanh chóng hơn. Sau hơn một tháng triển khai, kênh Facebook của Ủy ban Nhân dân Hà Nội có tên Thủ đô Hà Nội Việt Nam đã thu hút được hơn 18.000 lượt like, hàng trăm lượt bình luận bày tỏ ý kiến xung quanh các vấn đề dân sinh, xã hội xảy ra trên địa bàn thành phố. Nhiều người khẳng định đây là bước đột phá của chính quyền thành phố Hà Nội giúp các lãnh đạo gần với người dân hơn. Tôi nghĩ rằng là một cái bước đột phá về mặt hành chính, về mặt giao lưu giữa người dân và chính quyền địa phương. Và tôi cho rằng là nếu mà chúng ta duy trì được như vậy thì cái việc mà tiếp xúc giữa chính quyền địa phương và người dân sẽ được gần hơn, được cởi mở hơn. Để fanpage này hoạt động tốt, theo một số ý kiến cho rằng, người dân khi phản ánh thông tin trên mạng xã hội này cần thực sự khách quan, phản ánh đúng sự việc. Còn với người quản lý trang mạng xã hội, cần nhanh chóng xử lý, phản hồi các thông tin, sau đó truyền tải đến người dân, đảm bảo thông tin được xuyên suốt hai chiều. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã công khai trang Facebook cá nhân, trang điện tử chính phủ cũng xuất hiện địa chỉ Facebook. Cũng rất là sợ với những cái bất cập của Bộ Y tế. Như khi Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có một cái Facebook và có một cái sự tương tác đấy, tôi trân trọng bà hơn. Mặc dù tôi không có Facebook, và thế là tôi không được quyền mất quyền lợi tương tác với Ủy ban thành phố Hà Nội trong các cái công văn giấy tờ, các cái quyết định quản lý, đúng không ạ? Nhưng ngoài những cái bất cập đó, ngoài những cái nỗi lo đấy, thì tôi thấy rằng có lẽ là chính quyền cần phải có một cái thái độ chủ động để cho người dân thể hiện ý kiến của mình. Có thể nói, mạng xã hội đã và đang góp mặt vào rất nhiều sự kiện quan trọng. Nếu làm hiệu quả, mạng xã hội sẽ trở thành môi trường tương tác giữa cơ quan nhà nước và công dân. Những chính sách sẽ dễ dàng len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của người dân. Còn người dân sẽ có thêm kênh phản ánh những hạn chế, tồn tại, giúp chính quyền nắm bắt và điều chỉnh.